phát hiện ra là từ cái chuyện ăn trộm tiền Phật tử, lấy tiền cứu trợ của đồng bào miền Trung mà tôi là cái gì cho cái đó là tôi tối kỳ lắm, không thể chấp nhận được khi đồng bào mình hoạn nạn thiên tai như thế, không bao nhiêu tấm lòng dồn về cả cho miền Trung, mình không đi được thì thông qua nói trên tình họ thì ủng hộ như thế đi ăn trộm tiền cứu trợ là không thể chấp nhận được. Cái thứ hai nữa là bóp cổ người nghèo để bán phiếu, cái phiếu bán như thế rồi do mà chữa được không được gì cũng là mua phiếu bắt rồi, mà nếu mà đúng mà chữa được như thế tôi sẵn sàng cho liền 1.000 tỷ để làm chuyện đó để cứu bà Tánh, chỉ mục tiêu thôi là tôi thay mặt cho bà Tánh, giống như bà Tánh đến là phải trả tiền thì thôi tôi trả một cục luôn cho cũng được, mà nó biết sợ gì, mình cũng là tầng lá ở chiếc trời. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ news của chúng tôi, và sau đây là bản tin chính được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay. Ông Dũng Lò Vôi nói, nếu ông Võ Hoàng Yên chữa được bệnh như thế, tôi sẵn sàng cho 1.000 tỷ để làm chuyện đó, cứu người. Khi đồng bào mình hoạn nạn thiên tai như thế, bao nhiêu tấm lòng dồn về cho cả miền Trung, mình không đi được ủng hộ như thế, đi ăn chặn tiền cứu trợ là không thể chấp nhận được, ông Dũng Lò Vôi bày tỏ. Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là Dũng Lò Vôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam cho biết, vào sáng ngày 3 tháng 3, vợ chồng bà đã nộp đơn đến Công an thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo ông Võ Hoàng Yên, sinh năm 1975, quê Cà Mau, tạm trú tại tỉnh Bình Thuận, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo phóng viên, tại buổi đối chất hôm ngày 2 tháng 3, tại Tổ Đình Hưng, Minh Tự, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, có đại diện Tịnh Độ, cư sĩ Phật hội Việt Nam và lương y Võ Hoàng Yên, bà Hằng có nói về ông Yên, cao thủ chưa từng có, chữa bệnh, muốn gặp ông Yên, 1 triệu đồng biết được địa chỉ. Một group của ổng là ai? Là nhóm học trò của ổng, bán phiếu, lấy tiền thu tiền, mới được địa chỉ đi tới khám bệnh. Đây là sự thật, siêu thực luôn. Cũng liên quan tới khả năng chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, trong chia sẻ mới nhất, ông Huỳnh Uy Dũng nói, tôi sẵn sàng chi liền 1.000 tỷ nếu thấy ông Yên chữa được bệnh cho bá tánh. Xong cái ngôi chùa, ra ngồi dự, mới phát hiện ra từ chuyện ăn chặn tiền vật tư, tiền cứu trợ của đồng bào miền Trung. Cái đó tôi tối kỵ lắm, không thể chấp nhận được. Khi đồng bào mình hoạn nạn, thiên tai như thế, bao nhiêu tấm lòng dồn về cả cho miền Trung, mình không đi được, ủng hộ như thế, đi ăn chặn tiền cứu trợ là không thể chấp nhận được. Cái thứ hai nữa là bóp cổ người nghèo để bán phiếu. Phiếu bán như thế rồi vô chữa được hay không? Phiếu bán như thế rồi vô chữa được hay không được thì cũng mua phiếu mất rồi. Nếu đúng chữa được như thế, tôi sẵn sàng cho 1.000 tỷ đồng để làm chuyện đó, cứu bá tánh. Mình xác định cái gì đúng thì phải làm, phải có trách nhiệm với bá tánh, ông Huỳnh Uy Dũng chia sẻ. Theo chia sẻ của bà Nguyễn Phương Hằng, vợ chồng bà kêu ba má ông Yên là ba má, bởi con của bà đã cho ông Võ Hoàng Yên làm đỡ đầu. Bà còn tiết lộ đã được người em của ông Yên nói hé về sự việc, sau đó bà dò hỏi mới biết sự thật.